Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua hàng loạt vụ việc liên quan đến các thanh thiếu niên sử dụng ma túy bị phát hiện khiến dư luận không khỏi lo lắng. Đáng chú ý trong đó có nhiều em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Tình trạng này đòi hỏi sự vào cuộc nhanh chóng, tích cực của các cơ quan chức năng cũng như sự chung tay phối hợp của các gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Phản ánh của các phóng viên thời sự. Điển hình, ngay trong tháng 3 năm 2024, Công an thành phố Hà Giang phát hiện bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán cắt tóc tổ 19, phường Minh Khai. Các đối tượng đều là thanh thiếu niên, độ tuổi từ 17 đến 25 tuổi, trong đó có hai đối tượng 17 tuổi đang là học sinh trường trung học phổ thông. Cái cần sa đấy nó là cái gì? Nó là ma túy đúng không? Chúng mình gói cần sa đấy mình đóng gói cần sa như thế nào? Họ đặt trên mạng họ tự đóng đấy họ. Đóng sẵn rồi cho mình rồi. Đóng hộp chuyển qua cái gì để mình nhận? Túi giống túi chè. Giống túi chè. Em có biết cần sa đấy nó là ma túy không? Dạ em mới biết. Cần sa nó là ma túy và nó là danh mục trong danh mục cấm. Cấm sử dụng dạ. Nhá. Dạ. Tôi biết hành vi là vi phạm pháp luật, mong tôi sẽ thành khẩn và mong được nhà nước khoan hồng. Em rất hối hận. Bố mẹ đừng trách con biết con sai rồi. Các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, đa dạng về chủng loại, giá rẻ, dễ cất giấu, dễ sử dụng, dễ dàng mua bán. Cụ thể, chỉ trong 4 tháng triển khai đợt cao điểm về trấn áp tội phạm, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024, Công an thành phố Hà Giang đã đấu tranh phát hiện 6 vụ với 14 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong đó, đa phần là ma túy dạng mới, gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Đáng chú ý, có tới 50% là các đối tượng thanh thiếu niên, thậm chí có những đối tượng đang ngồi trên ghế nhà trường. Đây là những con số báo động về thực trạng tội phạm ma túy có xu hướng trẻ hóa. Liên quan cái ma túy học đường này thì cái nguồn mua bán rất là dễ. Qua các cái trang mạng xã hội có nhiều em học sinh là chủ động lên các cái mạng xã hội để đặt mua và có người ta sẽ vận chuyển ship hàng đến tận nơi cho các em. Cho nên là công tác quản lý là cũng rất khó khăn. Cho nên là với cái phương châm là công tác phòng ngừa là trên hết là số 1 thì công an thành phố cũng đã chủ động phối hợp với các ban ngành như nhà trường là thực hiện công tác tuyên truyền và phòng ngừa đối với các em ngay từ ban đầu. Từ thực trạng đáng buồn trên, để tích cực ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn ma túy tấn công học đường, lực lượng công an và nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho học sinh về tác hại của ma túy, những phương thức mà tội phạm ma túy sử dụng, đồng thời trang bị bản lĩnh và kỹ năng để các em chống lại các cám dỗ, không thử ma túy dù chỉ một lần. Em cảm thấy là rất sợ hãi và hoang mang, kiểu các bạn chơi ma túy dễ kiểu có hoang tưởng và gây hại cho những người xung quanh ấy. Kiểu bị hoang tưởng sẽ làm cho các bạn làm những hành động mà không đáng ấy. Học sinh là những đối tượng mới lớn trong độ tuổi hình thành nhân cách nên dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, nhanh chóng trở thành mục tiêu tội phạm ma túy hướng tới. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực đấu tranh, phòng chống của các lực lượng chức năng, thì sự phối hợp theo dõi, giám sát của mỗi gia đình sẽ là pháo đài vững chắc nhất trong việc bảo vệ thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước trước hiểm họa ma túy.